Tại thành đô thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, nhiều người dân đổ xô đi mua nến về tích chữ, phòng khi lời tiên tri của người Maya cổ đại về ngày tận thế 21 tháng 12 xảy ra. Ngày cả diêm cũng trở nên cháy hàng trong cơn hoảng loạn. Một số người đến mua cả chục cây nến. Người ta nói rằng bầu trời sẽ tối và các nguồn cung cấp điện và nước sẽ bị ngắt hoàn toàn. Nguồn gốc của sự hoang mang trong người dân bắt nguồn từ một bài viết trên trang mạng xã hội Sina Weibo của Trung Quốc, cho rằng thế giới sẽ bị bao phủ trong bóng tối ba ngày khi tận thế xảy ra. Kể từ đầu tháng 12, người Mea đã trở thành cụm từ được dùng nhiều nhất trên mạng Weibo, khi hàng triệu người Trung Quốc bình thường vốn thờ ơ giờ lại đâm ra nghi ngờ phát phỏng. Nếu người Mea nói đúng, tôi sẽ không thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng là một trong những câu phổ biến nhất. Trước làn sóng hoảng loạn trong người dân, các nhà chức trách Trung Quốc đã nhiều lần khẳng định sự thay đổi trong chiều dài của ngày và đêm được xác định bởi quỹ đạo cùng độ nghiêng của trục trái đất và các tin đồn về lời tiên tri của người Maya không có bất kỳ cơ sở khoa học nào. Không có gì đặc biệt vào ngày 21 tháng 12, đó chỉ là một ngày bình thường. Tôi mong mọi người không thực hiện và cũng không truyền bá tin đồn đó tuy nhiên nhiều người vẫn phớt lờ những cảnh báo trên và trở thành nạn nhân của những vụ lừa đảo hay dành hết tiền tiết kiệm để làm từ thiện như một nghĩa cử đẹp trước ngày diệt vong